Những cô nàng xứng đáng với danh xưng ngọc nữ màn ảnh TikTok, tạo trend khủng trên nền tảng xã hội. Phong cách dịu dàng khiến chị em theo đuổi, hoặc bộ nào là hot trend bộ đó. Tính nữ cực kỳ cao. Lọ Lem, con gái Quyền Linh, 17 tuổi, nhan sắc ngọt ngào như thiên thần. Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006. Ở cô toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh thoát, sở hữu chiều cao lý tưởng và hình thể đẹp. Lọ Lem luôn lựa chọn phong cách thời trang nữ tính, dịu dàng, gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng cùng nụ cười tỏa nắng. Lọ Lem nhận được rất nhiều lời khen về nhan sắc và tố chất của một hoa hậu trong tương lai. Sở hữu chiều cao lý tưởng và hình thể đẹp, Lọ Lem luôn lựa chọn phong cách thời trang nữ tính, dịu dàng. Theo chia sẻ của vợ chồng MC Quyền Linh, Lọ Lem từ bé đã là cô gái giàu tình cảm, yêu thương gia đình và dành sự quan tâm cho mọi người. Đặc biệt, Lọ Lem trưởng thành hơn tuổi, luôn che chở, bên vực em gái hạt dẻ. Thảo Linh học giỏi, thích đọc sách, đam mê cả âm nhạc và hội họa. Bản thân MC Quyền Linh từng tiết lộ sẽ ủng hộ con gái theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang hoặc họa sĩ. Cách đây không lâu, cô bé gây chú ý khi chia sẻ về việc trúng tuyển đại học mỹ thuật London. Thành tích này khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ bởi đây là trường đại học chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế lớn nhất ở châu Âu. Mặc dù cha mẹ là người nổi tiếng nhưng Lọ Lem sống giản dị, hòa đồng. Nhiều người khuyên vợ chồng Quyền Linh nên cho con gái theo học ngành điện ảnh hoặc tin nhan sắc. Tuy nhiên, nam diễn viên muốn con gái phát triển tự nhiên, không định hướng con bước chân vào showbiz. Ước mơ của Thảo Linh là muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, đồng thời là một doanh nhân giống mẹ. Mới đây, Lọ Lem đã gây chú ý khi đăng clip nhảy trên nền nhạc biến tình, gây sốt trên nền tảng TikTok. Trong video, cô gái 18 tuổi diện váy xanh, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào. Vì có khiếu về nhảy múa nên Lọ Lem được khen ngợi khi thể hiện các động tác uyển chuyển, duyên dáng. Clip thu hút hơn 22 triệu lượt xem và 1,7 triệu lượt thích sau vài ngày đăng tải. Nhiều người trầm trồ trước nhan sắc của con gái Quyền Linh, đồng thời khuyên cô bé thử sức ở một cuộc thi nhan sắc. Một tài khoản bình luận: cô công chúa của nhà Quyền Linh xinh quá, thi hoa hậu thôi con ơi. Người xem khác bày tỏ: đã xinh đẹp còn nhảy rất cuốn nữa. Bảo sao clip lượt xem cao đến vậy? Bé này xinh theo kiểu nhẹ nhàng ấy, rất hợp với các cuộc thi hoa hậu. Theo ghi nhận của chúng tôi, kênh TikTok của Lọ Lem hiện tại đạt hơn 1,1 triệu lượt xem. Cô gái sinh năm 2006 thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ hoặc các video khoe vũ đạo, nhận về hàng triệu lượt xem. Quyền Linh cũng thừa nhận hai con gái hot hơn cả mình trên mạng xã hội. Nam MC cho biết mỗi lần quay clip cùng Lọ Lem và hạt dẻ thì lượt xem trên trang cao hơn so với bình thường. Quyền Linh là MC quen thuộc trong các chương trình truyền hình. Anh cũng từng tham gia nhiều phim ăn khách như Khi đàn ông có bầu, Ngũ quái Sài Gòn, Đồng tiền xương máu, Giao thời, Khi người ta yêu và thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí, tìm kiếm tài năng với vai trò giám khảo. Quyền Linh kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo năm 2005, có hai con gái là Mai Thảo Linh, Lọ Lem và Mai Thảo Ngọc, hạt dẻ. Bình Rượu Mơ được nuôi dạy như hoa hậu. Anh Lê Hồng Kiên thường được biết đến với cái tên ông bố điên, cũng là tên kênh TikTok với hơn 170.000 người theo dõi. Bên cạnh là con gái anh, Lê Minh Trà My, sinh năm 2006, thường được anh gọi với cái tên triều mến là Bình Rượu Mơ hay Nàng Mơ. Anh Lê Hồng Kiên thường được biết đến với cái tên ông bố điên, cũng là tên kênh TikTok với hơn 170.000 người theo dõi. Bên cạnh là con gái anh, Lê Minh Trà My, sinh năm 2006, thường được anh gọi với cái tên triều mến là Bình Rượu Mơ hay Nàng Mơ. Cô bé ngoài thành tích học tập tốt, rất tự tin, năng động còn có nhiều tài lẻ, đam mê nghệ thuật. My đã cùng bố rèn luyện, trau dồi để hiện thực hóa ước mơ trở thành hoa hậu. 3 năm trước, khi bố nói sẽ dạy con trở thành hoa hậu, người thân, bạn bè, thậm chí cả mẹ con cũng không đồng ý. Nhiều người còn chê bố con điên, hăm dở, người thì nói hai bố con ảo tưởng. Trà My chia sẻ về mong muốn của bố mình khi dạy mình thành hoa hậu. Ông bố điên từng chia sẻ về thói sinh hoạt thiếu ngăn nắp của con gái mình. Chính anh đã cùng đồng hành, sửa con những thói quen xấu, kèm cặp, nhắc nhở con nhiều hơn. Trà My sở hữu những đường nét nhẹ nhàng, có chiều cao khá ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Nhiều fan còn nhận xét cô nàng có nét giống á hậu Phương Nhi. Quỳnh Anh, nàng thơ được nhiều nhãn hàng theo đuổi. Quỳnh Anh đổi nickname WIN Anh, là một hot TikToker, hot Instagram, được đông đảo mọi người trong cộng đồng mạng quan tâm và yêu mến. Hiện kênh TikTok của cô đang thu hút 2 triệu follower với hơn 62.7 triệu lượt thích, còn trên tài khoản IG thu hút 1,1 triệu người theo dõi, một con số vô cùng ấn tượng. Quỳnh Anh đổ sinh ra và lớn lên tại quê hương Bắc Ninh, cô nàng sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, trong sáng tựa nữ thần cùng phong cách thời trang sang chảnh càng làm tăng thêm vẻ đẹp cuốn hút của nữ sinh quê hương Kinh Bắc. Dù mới là cô nữ sinh năm cuối cấp 3, nhưng Quỳnh Anh đã có lượng fan theo dõi trên trang cá nhân vô cùng ấn tượng. Trên trang cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp, clip dễ thương. Gương mặt một của nữ sinh luôn thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng vì làn da trắng không tì vết. Những clip cô nàng chia sẻ luôn thu hút hàng triệu lượt view, từ đó cho thấy sức hút tuyệt vời từ cô nàng. Không chỉ nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội bởi sự xinh đẹp, đáng yêu, Quỳnh Anh đổ còn có chuyện tình gà bông xê ư xê ngọt cùng anh người yêu là hot TikToker Nguyễn Thành, một chàng trai sở hữu gương mặt điển trai, phong cách Hàn Quốc và sự dịu dàng dành cho Quỳnh Anh. Cặp đôi luôn dành nhiều tình cảm cho nhau, bên nhau mọi lúc mọi nơi và thường xuyên check-in tại các địa điểm sang trọng. Vì vậy, chuyện tình yêu của cặp đôi trai tài gái sắp nhận được rất nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ và là chủ đề luôn gây sốt trên TikTok.